Đây là bài 16 trong loạt bài tiếng Trung giao tiếp sơ cấp của hội quán Tam Thế. Hãy nghe phần hội thoại và giải thích từ mới trước khi học phần này. Trong đoạn hội thoại trên, David nói chuyện với một nhân viên bán hàng. Hãy nghe từ nhân viên bán hàng. Sâu hội viên. Sâu hội viên. Sâu. Sâu. Hội. Hộ yuan yuan sâu hộ yuan sâu hộ yuan nhân viên bán hàng sâu hộ yuan sâu hộ yuan. Hãy nói nhân viên bán hàng đến đây một chút. Sâu hội viên, lái xả. Sâu hội viên, lái xả. Ở đây ai là nhân viên bán hàng? Chờ, sấy sư sâu hội viên? Chờ, sấy sư sâu hội viên? Hãy nói phóng viên. Chỉ trở. Bác sĩ. Y sinh. Lưu học sinh. Lưu xuyến sinh. Nhân viên bán hàng. Sâu hội viên. Sâu hội viên. Hãy nghe từ sư phụ. Từ này dùng để gọi những người có một nghề nào đó, như lái xe, người bán hàng, người sửa xe, vân vân. Sư phụ. Sư phụ. Sư. Sư. Phụ. Phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ, ở đây có cà phê Việt Nam không? Sư phụ, chờ ở Việt Nam cà phê mà? Sư phụ, chờ ở Việt Nam cà phê mà? Hãy nghe từ mua. Mãi. Mãi. Tôi mua. Wǒ mǎi. Wǒ mǎi. Tôi mua xe đạp. Wǒ mǎi zì xíng chē. Wǒ mǎi zì xíng chē. Tôi mua xe ô tô. Wǒ mǎi qǐ chē. Wǒ mǎi qǐ chē. Tôi mua cà phê Trung Quốc. 我买中国咖啡. 我买中国咖啡. Tôi mua từ điển tiếng Hán. 我买汉语词典. 我买汉语词典. Mua di động. Máy sổ chi. Máy sổ chi. Mua điện thoại. Máy điện thoại. Máy điện thoại. Anh cần mua gì? Nǐ yào mǎi shěn me? Nǐ yào mǎi shěn me? Anh mua gì? Nǐ mǎi shěn me? Nǐ mǎi shěn me? Tôi cần mua từ điển tiếng Hán. 我要买汉语词典. 我要买汉语词典.
Tôi cần mua từ điển Hán Nhật. Tôi cần mua từ điển Hán Nhật. Tôi cần mua từ điển Hán Nhật.